chào quý bà con nhà nông. Việc sử dụng thuốc trừ sâu quá liều sẽ khiến cho thuốc mất tác dụng, vừa tốn chi phí, vừa mất công suất mà lại không tiêu diệt được sâu bệnh. Vậy nên ở video hôm nay em sẽ gửi đến quý bà con dòng thuốc trừ sâu kháng Sabari 250 EC hiệu tiêu rầy xanh. Thuốc được điều chế từ hai loại hoạt chất tiên tiến là abamectin và acetamiric cùng các chất phụ gia đặc biệt, giúp phòng trừ hiệu quả các loại sâu rầy như rầy xanh, rầy nâu, sâu đục thân, sâu tơ, bọ chỉ trên nhiều loại cây trồng khác nhau. Sabari 250 với cơ chế tiếp xúc vị độc, thấm sâu và lưu dưỡng mạnh, có tác động đến hệ thần kinh của côn trùng, làm cho côn trùng mất kiểm soát, tê liệt hoạt động của cơ quan cảm nhận trong hệ thần kinh và chết khi tiếp xúc phải abamectin, làm gián đoạn hệ thống thần kinh, làm cho côn trùng ngừng ăn và chết đói. Với hai cơ chế tác động kép khác nhau, sản phẩm làm giảm tính kháng thuốc trên rầy riệp vô cùng hiệu quả. Một chai Safari có thể tích là 480ml, thuốc ở dạng dưỡng tươi đậm đặc, dễ dàng hòa tan nhanh trong nước. Về cách sử dụng, bà con pha 15-20ml thuốc cho bình 25 lít nước, hoặc 150-200ml thuốc cho một phi 200 lít nước. Lượng nước phun sẽ là 400-500 lít trên 1 hecta, thời điểm phun khi tuổi rầy từ 1-2 tuổi. Bà con nên phun thuốc vào lúc trời râm mát, không có gió to để thuốc tiếp xúc bám dính tốt hơn trên bề mặt lá. Trên đây là một vài thông tin hữu ích về chai Safari 250 EC hiệu tiêu rầy xanh mà em muốn gửi đến quý bà con tham khảo. Bà con muốn mua hàng hoặc có bất kỳ sự thắc mắc gì về sản phẩm, bà con vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline để được đội ngũ kỹ sư tư vấn chi tiết nhé.